vị khán giả, chào mừng quý vị đang trở lại với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Quý vị thân mến, ngày hôm nay thì Minh Châu và quý vị khán giả sẽ lại được gặp lại anh đầu bếp Thanh Huy. Em chào anh Huy. Chào em. Dạo này công việc của anh như thế nào? Anh công việc vẫn là rất là tốt, còn em thì sao? Dạ, công việc của em cũng tốt nhưng mà có phần hơi bận rộn một chút. Cho nên nhiều khi anh Huy biết không, em về nhà đó, cái làm biếng ăn cơm đi ngủ luôn. Như vậy là không tốt cho sức khỏe đâu. Dạ. Anh nghĩ là em cũng phải ăn nhẹ nhẹ cái gì đó, chẳng hạn là mì gói đi. Mì cũng, gói? Cũng rất là hấp dẫn đó chứ. Anh Huy ơi, nhắc tới mì gói là em ngán lắm rồi. Chúng ta chỉ cần chế biến một chút xíu. Quý vị và các bạn thân mến, cũng là món mì gói nhưng mà chúng ta biết cách chế biến thì sẽ ăn vô rất là ngon và hấp dẫn. Vậy thì anh có cách chế biến nào lạ và mới thì hãy chỉ cho quý vị khán giả và Minh Châu được biết đi. Vậy thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau làm món mì gói trộn thịt nhé. Để chuẩn bị cho 4 người ăn thì chúng ta cần có những nguyên liệu và gia vị sau: mì gói khoảng 3 gói, 150g thịt băm sẵn, ớt, ngò, hành lá, cà chua, xà lách, tỏi băm, một số gia vị thông dụng, nước tương Lisa và chắc chắn không thể thiếu hạt nêm Aji ngon. Để tiết kiệm thời gian thì trong lúc ướp thịt chúng ta có thể bắt một nồi nước sôi để trụng mì. Chúng ta sẽ sử dụng đầu hành lá đập dập vào mâm nhuyễn để ướp với thịt. Chúng ta sẽ cho đầu hành lá đập dập vô đây. Bây giờ anh sẽ ướp với một ít tiêu nè, muối, hạt nêm Aji ngon, chút xíu đường. Chúng ta sẽ cho một ít nước vô trong cái phần thịt này để chúng ta tán đều và cho thịt thấm gia vị. Khi chúng ta xào lên thì thịt cũng không có vón cục lại. Em tán đều cho anh nha. Dạ. Trong lúc em trộn thịt giúp anh thì anh sẽ sử dụng phần hành lá xanh còn lại để sắc nhuyễn. Chút xíu ta sẽ xài sau. Ớt chúng ta sẽ cắt vài phanh và một ít chúng ta sẽ cắt sợi để trang trí. Cà chua chúng ta sẽ cắt đôi bỏ hột. Sau đó chúng ta sẽ băm nhuyễn. Đó, nước sôi như vậy là được rồi đó. Dạ. Các bạn nhớ chú ý là chúng ta không nên cho mì vô lâu quá, vì như vậy thì mì sẽ mất độ giòn và dai, ăn sẽ không ngon. Khi nước sôi nhào lên một cái là mình sẽ vớt mì ra. Chúng ta trụng khoảng 1 phút là được đó em. Một phút rồi anh Huy ơi, chắc anh em đưa vớt ra ngay nha. Dạ dạ. Rồi em vớt ra ngay giúp anh. Trong lúc này thì chúng ta có thể lấy xà lách cắt nhuyễn ra. Một chút xíu nữa chúng ta sẽ trang trí lên phần dĩa mì. Chúng ta sẽ cho một ít dầu lên đây, đảo đều lên ha, để cho nó không bị vón cục lại phải không anh? Đúng rồi, anh sẽ cắt xà lách ra thành từng sợi. Bây giờ thì mì gói chúng ta cũng đã vừa trụng xong, chúng ta chỉ còn xào nữa là xong ngay thôi. Chúng ta cho một ít dầu vô. Chúng ta sẽ cho tỏi vô, đảo đều. Sau khi tỏi thơm thì mình sẽ cho thịt vào. Khi mà tỏi thơm lên thì chúng ta sẽ cho số thịt này vô. Đó, cái mùi thơm bay lên rồi đó, em thấy chưa? Dạ. Lúc mà chúng ta xào thịt săn lại, chúng ta sẽ nêm thêm một ít nước tương Lisa. Chúng ta sẽ cho thêm cà chua băm để cho sốt không bị khô. Anh sẽ nêm thêm một chút xíu hạt nêm Aji ngon, đường, muối. Chúng ta xào khi mà sốt vừa cô đặc lại, như thế này là cũng được rồi em à. Cái vị anh nêm cũng là rất là vừa rồi. Chúng ta sẽ cho thêm một ít hành lá, một ít ớt luôn. Phần salad hồi nãy anh sắt chúng ta sẽ bày ra dĩa như thế này. Bây giờ anh sẽ cho mì gói vô. Sốt chúng ta sẽ rắc lên trên phần mì này. Nhìn đẹp mắt quá, giống như là đang đi ăn nhà hàng vậy đó anh Huy. Em thấy màu sắc có hài hòa không? Dạ có. Kết hợp màu đỏ của cà chua, của ớt nè, màu xanh của xà lách và cộng mì thì màu vàng. Rất là sinh động đúng không? Dạ đúng rồi. Lại còn bốc mùi rất là thơm nữa. Chưa đâu, anh cho một chút xíu tiêu vô nữa, đảm bảo sẽ thơm hơn. Đó. Dĩ nhiên chúng ta không thể quên một ít ngò rí để trang trí lên trên. Đây, như thế này thì nhìn món ăn sẽ hấp dẫn hơn, đúng không? Dạ. Anh thường sử dụng nước tương Lisa, ớt cắt lát, bỏ vô một ít để ăn kèm với món này. Anh Huy ơi, món này cũng có công của em nhiều lắm á. Vậy thì còn chần chờ gì nữa, anh sẽ cho em thử ngay. Dạ, anh Huy thiệt là hiểu ý em đó.
Hay tùy theo khẩu vị của mọi người, chúng ta có thể ăn kèm thêm với nước tương và ớt sắc lát đi kèm. Nếu chúng ta cảm thấy ăn hơi lạc miệng, chúng ta có thể chấm thêm một chút xíu nước tương. Như vậy thì món ăn sẽ được đậm đà hơn. Em thấy món ăn này ra sao? Anh Huy ơi, bây giờ em đã thay đổi ý kiến ban nãy em nói với anh rồi. Tối nay về ngay lập tức em sẽ chuẩn bị món mì gói trộn, không chỉ cho em mà còn cho cả ba mẹ của em nữa. Cảm ơn anh Huy ngày hôm nay đã chỉ cho em một món rất là ngon mà lại dễ thực hiện nữa. Món mì gói trộn thịt này rất đơn giản và dễ làm, phải không quý vị và các bạn? Chúc quý vị và các bạn thành công với món này nhé. Chúng tôi rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của quý vị qua hộp thư số 276 Bưu điện Trung tâm Sài Gòn hoặc liên lạc với Trung tâm Tư vấn Khách hàng Công ty Ajinomoto số điện thoại 061 383 4455. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.